Chào mừng các bạn đến với tin nóng bóng đá ngày 25 tháng 10 trên kênh của bình luận viên Aiquan News. Chương trình mang đến những diễn biến nổi bật trong làng túc cầu trong 24 giờ vừa qua. Không để các bạn đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng điểm lại các thông tin đáng chú ý trong video ngày hôm nay. Mở đầu bản tin của ngày hôm nay sẽ là phi vụ chuyển nhượng có thể khiến nhiều người phải bất ngờ mà Chelsea dự định mang đến. Đó là trường hợp của thủ thành Aaron Ramsdale, người đang rơi vào tình cảnh không mấy suôn sẻ tại sân Emirates. Thủ thành người Anh đã bị loại khỏi đội hình xuất phát kể từ trận đấu giữa Arsenal với Manchester United hồi tháng trước sau khi bản hợp đồng mùa hè David Raya từng bước đoạt được sự tín nhiệm của Mikel Arteta. Bất chấp những tuyên bố sẽ thay phiên hai thủ môn tài năng mà mình đang có trong tay, Raya đã đá chính cả 6 trận ở Premier League kể từ khi thay Ramsdale. Mặc dù đã để thủng lưới đến 6 bàn trong suốt khoảng thời gian đó, cùng một số những tình huống mang lại sự lo lắng cho các cổ động viên, nhưng có vẻ như Raya vẫn đang là sự lựa chọn số 1 của Arteta và tình cảnh đó có thể khiến Ramsdale bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm suất đá chính ở một câu lạc bộ khác. Theo bên Jacob của CBS, Chelsea có thể sẽ lên kế hoạch chiêu mộ người gác đền 25 tuổi này vào tháng giêng. Hồi hè, The Blue đã chiêu mộ Robert Sanchez từ Brighton, đồng thời bật đèn xanh để Kepa rời đi nhằm nhấn mạnh rằng Sanchez sẽ là thủ thành số 1 của họ trong suốt chiến dịch mùa giải 2023-2024. Thế nhưng tuyển thủ người Tây Ban Nha đã gặp không ít khó khăn kể từ khi chuyển đến Stamford Bridge. Đỉnh điểm là sai lầm dẫn đến bàn thắng của Declan Rice trong trận hòa 2-2 với Arsenal hôm thứ Bảy. Chắc chắn sẽ có một dấu hỏi về việc liệu Ramsdale có sẵn sàng chuyển đến đại kình địch của Arsenal hay không, đặc biệt là khi Chelsea không được tham dự Champions League. Và biết đâu với những bất ổn gần đây của Raya, cơ hội tại Emirates sẽ được quay trở lại với Ramsdale. Tuy nhiên, cần nhớ rằng anh vẫn đang mong muốn được ra sân nhiều nhất có thể để trở thành một trong những cái tên được Gareth Southgate trao vé đến Đức vào mùa hè năm sau. The Athletic xác nhận rằng huấn luyện viên Marco Silva đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Fulham, qua đó kéo dài thời gian cộng tác của cả hai đến năm 2026. Vốn dĩ việc trói chân Marco Silva tại Craven Cottage chỉ là vấn đề thời gian sau khi vị chiến lược gia này đã khẳng định vào tháng 8 rằng anh đã từ chối cơ hội chuyển đến Saudi Pro League mặc dù nhận được lời đề nghị béo bở, với lý do mong muốn tiếp tục những dự án còn đang dang dở tại đây, đồng thời tiết lộ rằng các cuộc đàm phán cho một bản hợp đồng mới đang được diễn ra. Silva phát biểu trong buổi ký kết: "Tôi thực sự vui mừng được ký hợp đồng mới vì đó là điều chúng tôi đã thảo luận một thời gian. Luôn là một dấu hiệu tốt khi cả hai bên đều vui vẻ và muốn tiếp tục hợp tác. Tôi cảm thấy công việc của mình tại đây vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi đã có hai mùa giải tuyệt vời và mục tiêu rõ ràng là tiếp tục trụ lại Premier League. Đây là chìa khóa cho tương lai của câu lạc bộ và chúng tôi đang nỗ lực để làm được điều đó. Điều quan trọng là tôi cảm nhận được sự tin tưởng và nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo. Mối quan hệ của tôi với họ nói riêng và với cả Fulham nói chung thực sự quan trọng trong quyết định này. Sự cam kết và tham vọng mà những cầu thủ này đã thể hiện kể từ ngày đầu tiên là yếu tố then chốt cho những gì chúng tôi đã đạt được và điều đó sẽ luôn như vậy cùng với sự ủng hộ vô điều kiện từ người hâm mộ. Hãy cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình dài này nhé." Silva gia nhập Fulham vào năm 2021 và dẫn dắt câu lạc bộ Tây London thăng hạng từ Championship với tư cách là nhà vô địch giải đấu trong mùa giải đầu tiên mà ông phụ trách, trước khi cán đích ở vị trí thứ 10 tại Premier League mùa trước. Chủ tịch Shahid Khan nói thêm: "Khi tôi gặp Marco lần đầu tiên vào năm 2021, tôi biết anh ấy đại diện cho mọi thứ chúng tôi cần ở thời điểm ấy. Tôi rất biết ơn vì Marco đã tin tưởng vào những gì có thể xảy ra ở Fulham. Và bây giờ, ở đây vài năm sau, chúng tôi tái khẳng định sẽ đạt được điều gì đó, đặc biệt cho người hâm mộ. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm phía trước, nhưng còn nhiều điều đáng mong đợi hơn nữa." Niềm vui chiến thắng của các cổ động viên pháo thủ đã không thể trọn vẹn khi chân sút chủ lực của họ, Gabriel Jesus, tiếp tục gặp phải vấn đề thể trạng, bởi điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua dài hơi tại các đấu trường mà họ tham dự. Gabriel Jesus sẽ được đánh giá trong những ngày tới để xác định mức độ chấn thương gân khuèo gặp phải trong chiến thắng 2-1 trước Sevilla vừa rồi. Chân sút người Brazil đã đóng góp một bàn thắng và cũng là người kiến tạo bàn mở tỷ số cho Gabriel Martinelli trong chiến thắng trước đại diện đến từ Tây Ban Nha, giúp pháo thủ giành được thế chủ động tại vòng bảng của Champions League. Nhưng thể lực của cầu thủ người Brazil hiện là mối lo ngại lớn trước những trận đấu quan trọng trong mùa giải của Arsenal. Thế nhưng anh đã bị thay ra hiệp 2 của trận đấu sau khi gặp phải một chấn thương gân khuèo. Phát biểu sau trận đấu với TNT Sport, huấn luyện viên Mikel Arteta thừa nhận chấn thương đã dẫn đến việc thay người, nói rằng điều đó là đáng lo ngại và Jesus sẽ được đánh giá trong vài ngày tới để tìm hiểu mức độ chấn thương đó. "Cậu ấy cảm thấy có gì đó ở gân khuèo của mình, cậu ấy ngay lập tức yêu cầu được thay ra. Đây không phải là tin tốt và chúng ta sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới." Chiến thắng của Arsenal giúp họ đứng đầu bảng B với 6 điểm, trong khi Lens hiện đứng thứ hai với 5 điểm sau trận hòa 1-1 với PSV Eindhoven. Pháo thủ sẽ tiếp đón Sheffield United vào thứ Bảy trước khi họ đối đầu với West Ham ở Carabao Cup và Newcastle Premier League vào cuối tuần tới. Và chắc chắn rằng thiếu vắng sự phục vụ của Gabriel Jesus sẽ là một mất mát to lớn với pháo thủ.
Một đại diện khác ở xứ sở sương mù đã giành được 3 điểm quan trọng trong loạt trận đấu tại đêm qua là Manchester United. Thế nhưng cách mà Quỷ Đỏ giành chiến thắng vẫn chưa thể đem lại sự an tâm cho các cổ động viên. Mặc dù được đánh giá cao hơn hẳn Copenhagen và lại sở hữu lợi thế chơi trên sân nhà Old Trafford, thế nhưng Manchester United đã vấp phải vô vàn khó khăn trước đội bóng Đan Mạch. Cao trò huấn luyện viên Erik ten Hag chỉ có được chiến thắng nghẹt thở bằng bàn thắng duy nhất do công của Harry Maguire ở phút 72 của trận đấu. Đó là tình huống mà cựu thủ quân của Quỷ Đỏ đã chọn điểm rơi chính xác đánh đầu cận thành sau đường kiến tạo của Christian Eriksen. Thậm chí Manchester United còn suýt đánh rơi điểm số ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2 khi Scott McTominay phạm lỗi trong vòng cấm khiến đội nhà phải nhận một quả 11m. Tuy nhiên, thủ thành Andre Onana đã tỏa sáng với tình huống cứu thua xuất sắc, giữ lại 3 điểm ở lại nhà hát của những giấc mơ. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Erik ten Hag chia sẻ về trận đấu như sau: "Mọi chuyện sẽ luôn trở nên phức tạp. Tôi nghĩ nó là DNA của Man United. Đây là một trận đấu điên rồ cho đến những giây phút cuối cùng. Tôi thực sự đã rất lo lắng nhưng kết quả đã được phản ánh hợp lý. Chúng tôi đã tạo ra một số cơ hội rõ nét nhưng lại không tận dụng được nó. Thật may mắn là một hậu vệ đã bước lên và có được bàn thắng. Tôi nghĩ lẽ ra chúng tôi đã phải có được nhiều bàn hơn, nhưng chúng tôi cũng có thể đã phải thủng lưới một bàn. Tỷ số cuối cùng là 1-0, tôi hài lòng vì chúng tôi đã ghi bàn, giữ sạch lưới và giành 3 điểm. Bây giờ chúng tôi phải nỗ lực trong từng trận đấu, không có trận nào là dễ dàng cả." Copenhagen đã chơi với một cách tổ chức trận đấu tốt và bạn phải tìm cách để phá vỡ được điều đó. Trận đấu tiếp theo chúng tôi sẽ đến làm khách tại Đan Mạch. Đó tiếp tục sẽ lại là một cuộc đối đầu khó khăn. Để đi tiếp chúng tôi phải tích lũy ít nhất 2 trận thắng nữa. Về tình huống cứu thua của Andre Onana, tôi biết cậu ấy xuất sắc như thế nào. Hôm nay cậu ấy đã cho thấy khả năng của mình. Tôi tin rằng pha cản phá này có ý nghĩa quan trọng với cậu ấy. Bạn thấy đấy, có một tinh thần rất tốt trong phòng thay đồ. Họ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau ăn mừng và luôn hỗ trợ nhau. Tinh thần đó luôn là một hành trang cần thiết trên bước đường của sự thành công. Cuộc đối đầu giữa Paris Saint-Germain và AC Milan sắp tới không chỉ là một cuộc thư hùng giữa hai thế lực bóng đá, mà đối với riêng Donnarumma, đó sẽ là ngày anh đối đầu với đội bóng cũ, nơi đã đưa tên tuổi của anh đến với bóng đá thế giới. Donnarumma đã ở Milan từ khi còn rất trẻ và anh đã ra mắt đội 1 ở tuổi 16 và trở thành người gác đền số 1 của họ trong nhiều năm trước khi chuyển đến Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do một cách đầy tranh cãi. Trong một lần trở lại San Siro cùng đội tuyển quốc gia Ý trước đây, Donnarumma đã từng bị các bộ phận người hâm mộ la ó vì đã chọn gia nhập gã khổng lồ nước Pháp. Với việc Paris Saint-Germain sẽ gặp Milan vào ngày mai trong khuôn khổ Champions League, Donnarumma đã chia sẻ với các phóng viên và anh được hỏi về Milan. Thủ môn này nhấn mạnh rằng anh muốn chìm đắm trong những cảm xúc quá khứ trước cuộc đụng độ vào đêm nay. "Ở Paris, tôi được chào đón rất nồng nhiệt, ngay cả bởi người hâm mộ. Lúc đầu thật khó khăn vì tôi không có bạn bè. Tôi đã để lại nhiều ở Milan và tôi không thạo ngôn ngữ ở đây. Nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt hơn với tiếng Pháp và tôi cũng có bạn bè. Thật tiếc nhưng tôi đã cống hiến hết mình cho Milan đến trận đấu cuối cùng. Việc những lời chỉ trích trở nên rất khó chịu là điều bình thường. Nhưng bây giờ không có thời gian để nghĩ về điều đó. Bây giờ tôi đang tập trung vào trận đấu khó khăn nhưng cũng đầy thú vị sắp tới. Tôi không muốn bị cuốn vào những thứ cảm xúc ấy lắm. Tôi cần phải tập trung và cống hiến hết mọi thứ." Bên cạnh đó, em trai của cố siêu cò Mino Raiola, kiêm người đại diện hiện tại của Donnarumma, cũng đã lên tiếng minh oan cho thân chủ của mình về vụ chuyển nhượng tài tiến trước đó. Đây là câu chuyện có thật về Gianluigi. Trước lần gia hạn đầu tiên, cậu ấy có thể đã đến với 4 hay 5 đội bóng lớn, nhưng sau đó không còn đội nào ở đó nữa. Còn Milan thì vẫn không biết tương lai cậu ấy tại câu lạc bộ sẽ về đâu. "Mặc dù vậy cậu ấy đã không cam kết với ai cả, chúng tôi đã đợi và đợi rồi Milan không muốn đợi cậu ấy nữa. Đây là sự thật." Enzo Raiola bổ sung thêm rằng Mino Raiola đã có cuộc gặp với Paolo Maldini và Ricky Massara nhưng kết quả không khả quan. Juventus là đội còn lại trong cuộc đua sở hữu chữ ký của Donnarumma nhưng anh đã khẳng định rằng bản thân sẽ không chơi cho một câu lạc bộ Serie A nào khác. Vì vậy, Paris Saint-Germain là lựa chọn hợp lý nhất. Maldini nói: "Mino, chúng tôi đến đây vì mục đích khác. Chương của Gianluigi đã khép lại vì chúng tôi đã ký hợp đồng với một thủ môn mới. Đó chính xác là một đòn giáng mạnh vào Donnarumma. Juve sẽ chỉ ký hợp đồng với anh ấy khi giải vô địch kết thúc nếu Milan không tham dự Champions League. Chúng tôi đã không muốn rời đi vào tháng 1 và Donnarumma để không phản bội Milan, thậm chí còn không muốn nghe một lời đề nghị nào khác. Và cậu ấy sau những gì xảy ra đã nói với chúng tôi: không, tôi không muốn chơi ở Ý nữa. Tôi sẽ chỉ đến Juve nếu Milan không tham dự Champions League. Và họ sẽ thu được lợi nhuận từ việc chuyển nhượng của tôi. Vì vậy bây giờ tôi không muốn chơi ở Ý nữa. Hãy tin tôi, chúng tôi hoàn toàn không có nhiều lựa chọn vì mọi đội bóng gần như đã ổn định, kể cả Paris Saint-Germain, đội đang sở hữu Keylor Navas." Dạng sáng nay, Jude Bellingham tiếp tục chứng minh giá trị của bản thân bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt trong chiến thắng của Real Madrid trước Braga thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 3 vòng bảng UEFA Champions League. Mặc dù Braga đã có những phút giây bùng nổ để nỗ lực rút ngắn tỷ số nhưng chừng ấy là chưa đủ để họ có điểm ra về. Với tình huống lập công của mình, Jude Bellingham đã tái hiện thành tích ấn tượng của Christian Karembeu.
khi trở thành cầu thủ thứ hai tại Los Blancos ghi bàn trong cả 3 lượt trận đầu tiên tại UEFA Champions League. Tuy nhiên, thần đồng nước Anh đã không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút của trận đấu và điều này làm dấy lên nhiều câu hỏi liệu rằng anh có đang gặp một chấn thương và có chăng điều đó sẽ ảnh hưởng đến cơ hội góp mặt của anh trong trận siêu kinh điển với Barcelona vào cuối tuần. Sau trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. Jude Bellingham không gặp bất kỳ một rủi ro nào trước El Clasico, cậu ấy chỉ gặp một vấn đề nhỏ, tôi tin rằng đó không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng. Đồng thời, nhà cầm quân người Italia cũng khẳng định rằng bản thân đã chuẩn bị kế sách cho cuộc đối đầu sắp tới. Vâng, tôi đã có sẵn đội hình xuất phát khá rõ ràng trong đầu. Hôm nay tôi đã thay đổi đội hình một chút vì một số cầu thủ đang gặp một vài vấn đề. Bây giờ chúng tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị và chúng tôi đang rất háo hức cho trận đấu sắp tới. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những nội dung trên hệ thống kênh Bình luận viên Anh Quân. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.